Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên một clip gồm 9 cây câu anh em. 9 cây câu này thì có đủ thể loại luôn. Cây thứ nhất là một cây lua máy ngang 2x1. Rồi có ISO có, rồi cần súp lở có. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip em lên á thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, để em lên cây thứ nhất cho mọi người tham khảo. Cây thứ nhất là một cây của hàng MyGap nha anh em. Đây. Đó. Một thương hiệu này thì thương hiệu của China xuất Nhật nha anh em. Nó chuyên xuất cho thị trường Nhật thôi. Cái này phôi là phôi carbon nha anh em. Cái này là một cây lua máy ngang. Bass là bass Fuji. Đây. In nổi chữ Fuji luôn. Cái này là một cây cắm gốc. Rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình cái này nó có tầm khoảng 90-95% nha. Fan là fan Fuji. Cây này dài 2m1, tải mát giờ tầm khoảng 56g, tải dây be từ 4 đến 10 be nha anh em, tải dây từ 4 đến 10 be, MyGrab, độ cứng là độ cứng H nha anh em, độ cứng H, càng ngoại hình còn rất là đẹp nha, đây hàng máy China xuất Nhật nha, cây này là chuyên xuất cho thị trường Nhật thôi nha anh em. Hàng rất là đẹp nha nè. Fan là fan Fuji. Fan Fuji. Bô cũng là bô Fuji luôn nha mọi người. Đây, chị ép. Hàng này hàng cắm gốc, hàng đánh bao lực, chuyên cho nên mới câu lóc nha. Lóc thật. Câu nhá thật nha anh em. Đó, sân hàng. Rất là đẹp nha anh em. Hàng còn rất là mới nên nó độ bóp rất là cao nha anh em. Đó, rất là carbon. Cây này nặng là 170g, dày đọt là 2.6 ly, giá công khai là 600k nha anh em. Giá là chưa bao gồm phí ship nha. Giá này giá cộng ship nha anh em, 600k. Cây số 1 600k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là một cây cắm gốc. Chuyện danh mì câu bè. Càng ngoại hình còn rất là mới nha nè. Độ sức nít đó. Cây này là cây đột tháp nha nè. Đột tháp, đột sợi thị tinh. Cây này thì hàng carbon. Nó để carbon thì em đọc carbon thôi. 220 carbon gold. Cây này dài 1m5. Cây này dài 1m5, cứng nó là tầm khoảng 120 nha anh em. Dài 1m5, cứng 120. Chuyên cho anh em đánh tàu, thuyền, bè ghe. Anh em đánh bè, đánh cha thì đánh cây này rất là ok nha anh em. Độ cứng rất là cao. Ngoại hình nó còn cũng rất là ok nha anh em. Bass là bass thường, fan là fan thường. Cây này nặng 1250g, đọt 2.7 ly nha anh em. 2.7 ly, cứng 120, hàng carbon. Giá là 500k. Đó. Rồi, cây số 2 giá 500k nha anh em. Hàng rất là đẹp nha. Đó. Hình như độ mới ra tầm khoảng 90-95% nha. Đây, xước nhẹ đây thôi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 2 là 500k nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng của Olympic nha anh em. Hàng Olympic. Bass là bass Fuji. Cây số 3 là một cây cặn ISO nha anh em. ISO fan nhỏ. Cây này đọt số 2, dài 5m4 nha anh em. Đọt số 2 dài 5m4. Phôi là phôi sóng ít 2 da. Rất là đẹp nha anh em. Bass là bass Fuji. Bass Fuji Japan. Cây này được sản xuất tại Korea nha anh em. Đó, Korea. Hàng còn rất là ok, rất là đẹp. Phôi hai da bass Fuji, fan là fan Fuji luôn nha mọi người. Đây, lông chữ này nha anh em. Em gút đọt cho mọi người tham khảo.
Đây, phôi phôi sáng nhất nha anh em. Còn rất là đẹp nha. Sáng nhất sáng da gắn. Hàng ISO. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đây, lóng áp đọt của nó là sáng chèm nha anh em. Đó. Là đọt nó đây, đọt số 2. Rất là ok nha anh em. Đó. Cây này là nguyên zin từ A đến Z nha. Đó. Nguyên zin. Không lỗi lầm gì hết. Hàng thì em bán, em cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán nha anh em. Đó, càng rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai cây số cây này thì nặng 250g, đọt 1 ly 2. Đó. Giá công khai là 800k nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai là 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây súp nha anh em. Cây số 4 là một cây hàng súp. Súp Power CS nha. Bát là bát Fuji. Cây này là một cây hàng của Daiwa nha anh em. Hàng Daiwa. Cây này hàng Daiwa, hàng carbon hai da. Đó, cây này dài 3m6, cứng 20 3m6, cứng CS nha anh em. À, hàng đây qua, hàng này sản xuất tại Taiwan. Đó, của Korea nha anh em, hàng sản xuất tại Korea. Đó. Cây ngoại hình còn khá ok nha anh em, có xuất sắc ít thôi. Cây này thì thu gọn là 100cm, nặng là 280g, đọt là 2 ly 2, cứng ra tầm khoảng 50 so với càng 2 khúc nha anh em. Voi thì vẫn là voi sáng ít. Voi sáng ít nha anh em, còn rất là đẹp nha. Hàng voi ở trong thì nó còn mới lung lanh luôn. Ê, đọt nó đây, đọt nó chà bá luôn. Dạng đọt này thì nó sẽ sáng chìm nha anh em. Fan là fan Fuji. Bát là bát Fuji FS7. Ngoại hình còn khá ok anh em. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 1 triệu nha anh em. Giá công khai số 4 1 triệu Sub Power CX. Cây này cứng là tầm khoảng 50 so với cần 2 khúc nha anh em. Đó, rất là đẹp. À, tiếp theo sẽ là những cây cần 3 khúc 2 khúc. Cây tiếp theo sẽ là một cây cần Hechi nha anh em. Cây Hechi này thì sẽ là 2m7. Đó. Cây Hechi 2m7 đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Tất cả những hàng Hechi đều học đọt tháp nha anh em. Cây này là một cây cần của Sakura, thương hiệu nội địa Nhật. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Bát là bát Fuji FS6. Fan là fan Fuji luôn nha mọi người. Cái này thì em chưa vệ sinh luôn nè. Cây này thì dài 2m7, nặng là 170g, đọt là 1 ly. Độ cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Độ cứng 50. Đây, test đọt cho anh em xem. Độ cứng cây này thì chia cho em đi câu hanh. Câu hanh cụ chấp. Rất là cảm giác nha anh em. Đi câu chiên câu bến cảng tàu thuyền nha. À, cây này hành mấy con chấp là khỏi chê. Hành chấp, hành hanh là khỏi chê. Rồi. Càng đẹp nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Đây, soi cho anh em xem.
Chỉ còn góc là ok nha nè, rất là mới. Rồi, giá công khai cây này mọi người, giá công khai cây này là 700k nha. Giá cây số 5, 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây cần 3 khúc hàng Hachi. Cây này vẫn là cây của Sakura nha anh em. Đọt thì vẫn là đọt tháp, fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Tất cả các fan đều ok hết nha anh em. Lỗi là lỗi xít xứ xám, rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình còn rất là ok á, độ xuất sắc thì hình như nó không có nhiều luôn. Keo thì ok, bu ok, hàng nguyên zin nha. Cây này vẫn là dài 2m7, nặng 170g, đọt 1 ly, độ cứng khoảng 5 mm. Đó, chi nha anh em câu cháp, câu hanh. Mấy cây này anh em câu bến cảng, cầu tạo gì rất là ok anh em. Đây, đó, hành men cháp, men hanh là khỏi chê. Nó sẽ công hình chữ C luôn anh em. Đó, test cho anh em xem luôn. Đây, giá công khai cây số 6, giá vẫn là 700k nha anh em. Đó, hàng chi anh em câu cháp, hanh. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần của Mamiza. Mamiza. Cây này của China xuất Nhật nha anh em. Mã code đầy đủ nha. Cây này màu đỏ. Sơn đỏ rất là đẹp nha anh em. Fan là fan Fuji. Fan Fuji. Cán là cán bằng. Bát là bát Fuji luôn nha anh em. Rất là đẹp. Cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha. Bát Fuji tam hoàng. Cây này thì cứng là cứng 50, dài 2m7 nha anh em. Cứng 50, dài 2m7. Nặng là 270g. Đọt là 3.4 ly. Cây này dạng anh em đánh lăn xe anh em, đánh lăn xe câu chép thôi. Đánh lăn xe câu chép câu cha. Về độ cong nó đó, em test độ cong cho anh em xem luôn. Rất là cong nha anh em. Hàng cong rất là dịu nha. Cái này đánh lăn xe câu chép cha cảm giác rất là ok nha anh em. Loại này là loại carbon pha nên nó rất là dịu cây cần nha anh em. Rồi, giá công khai, giá công khai cây này là 700k nha anh em. Cây số 7, 700k. Rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình rất là ok á. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của Olympic nha anh em, cần Olympic. Thương hiệu của Nhật nha anh em. Đó. Cây này thì dài 3m nha anh em, dài 3m, dài 3m 2 khúc, cứng 50. Tem là tem bass là bass Fuji, fan là fan Fuji Z nha anh em. Cây này nặng 440g, đọt 3.3 ly. Đó. Đây, dàn fan này là dàn Fuji Z đây. Dàn fan này ăn tiền nha anh em. Chỗ này nó bị muối ăn mặt tí. Anh em. Không sao, khúc này khúc kim loại. Nhân phen cực kỳ ngầu luôn anh em. Ngầu như trái bầu luôn. Đó. Đây, nhân phen xít nha anh em. Tất cả các phen đều ok hết, không lỗi gì hết. Bao hỏng hóc, bao lỗi lầm. Đó. Cây này vẫn là giống như cây số 7 anh em, đầu dịu rất là cao nên chiên cho anh em câu lăn xe thôi nha. Lăn xe câu chép. Đó, hàng chị cho anh em đánh lăn xe, đánh chép, đánh tra cảm giác. Rất là cộng nha anh em. Bù xếp luôn nha anh em, bù xếp luôn. Rồi, giá công khai cây nha mọi người. Giá công khai cây số 8, giá 800k nha anh em. Cán bằng, fan Fuji Set. Rất là đẹp nha. Chỉ keo thì ok hết.
cần thì có xuất sắc DT vài chỗ nha nè. Đây chỗ này cân bằng nó lủng lỗ đó, để gì anh em sẽ thấy. Rồi giá công khai cây số 8 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 vẫn là một cây hàng của Olympus nha nè, hàng Olympus thương hiệu là đề Nhật. Cây này là một cây cần 3 khúc. Đây phan xít nha nè, vẫn là phan xít, bộ phan nó cực kỳ ngầu luôn á. Cây này thì cứng 3, cứng 80, dài 3m6. Chất liệu của ba cây này là ba cây chất liệu carbon pha nha anh em. Ba cây này, cây số 7, 8, 9 là những cây chất liệu carbon pha nha anh em. Nên độ dịu nó khá là cao quá. Phan cực kỳ ngầu nha anh em, phan xít nha. Những cây này đánh rất là ít hao tổn dây. Đó. Giảm nhiệt cho dây, phèn nó cũng rất là bền đó. Cây này thì nó còn bao miếng ni lông chỗ này luôn đó. Cái khúc cán bằng nó còn rất là đẹp nha anh em. Cây này là phèn, là phèn Fuji Seed, bát là bát Fuji, bu là bu chống sắn đó. Bu chống sắn Seed luôn nha anh em, bu này nguyên zin của nó. Cái bu này thì em có thấy anh em bán cái bu này tầm khoảng 300.000 đó, 300 đến 250 vậy nè. Cây này thì tháo dàn phen ra mà bán được dàn phen này thì hơn tiền cây cần đây. Cây này nặng là 600g, giá công khai là 800k nha anh em. Dàn phen nó cực kỳ ngầu nha anh em. Cây này vẫn là một cây chia nha anh em, câu chép ha, câu chép đến lăng xe đó, độ dịu rất là cao nha anh em. Đổi độ búng nó cũng rất là ok nha đó, độ nảy nó rất là ok nha anh em. Chứ nó không có cứng đơ như những cây cần khác. Những cây càng khác anh em đánh thì nó cứng đơ thôi, không cảm giác đâu. Những cây này thì khỏi chơi, thấy không? Anh em có thể nhìn thấy dạng phan xít cực kỳ ngầu nha nè. Rồi, giá công khai là 800k luôn nha anh em, cộng xếp nha. Rồi, đó là tổng cộng 9 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại, số thứ tự của cái cần, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha.